Kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin của Tiểu Bóng Đá. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và bạn những thông tin rất thú vị liên quan đến Huỳnh Như, liên quan đến Quang Hải và đặc biệt liên quan đến câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Những quyết định của Bầu Đức vừa qua đã khiến cho nhiều người sẽ cảm thấy rất bất ngờ và ngỡ ngàng. Kính thưa quý vị, vừa qua thì Huỳnh Như đã được xếp đá chính trong trận đấu giữa câu lạc bộ Lanh FC với đội bóng đó là Damai Essen ở vòng 18 giải vô địch quốc gia nữ Bồ Đào Nha. Và đáp lại sự tin tưởng tới từ ban huấn luyện thì tiền đạo của đội tuyển quốc gia Việt Nam đã chơi rất nỗ lực và đã có được bàn thắng của mình. Ở trận đấu này thì mặc dù câu lạc bộ Lanh FC đã bị dẫn trước ở ngay phút thứ 23, tuy nhiên sau đó thì đội bóng này đã được hưởng một quả đá phạt đền ở phút thứ 36. Sau đó thì Huỳnh Như được giao trọng trách thực hiện đá quả 11m và trong tình huống này thì không có bất cứ một sai lầm nào đến từ Huỳnh Như cả và cô đã giúp cho câu lạc bộ Lanh FC có được bàn gỡ hòa với tỷ số đó là 1-1 trong hiệp đấu đầu tiên. Và sang hiệp 2 thì cầu thủ đó là Manu Smith đã đánh đầu ghi bàn ấn định chiến thắng với tỷ số 2-1 cho câu lạc bộ Lanh FC ở phút thứ 58. Và với chiến thắng này thì câu lạc bộ Lanh FC hiện nay có 26 điểm đang đứng ở vị trí thứ 6 ở trên bảng xếp hạng. Trong khi đó đối thủ của đội bóng Lanh FC ở trong trận đấu này đang có 32 điểm và tạm thời đứng ở vị trí thứ 4. Sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện trưởng của câu lạc bộ Lanh FC, huấn luyện Pacheco có chia sẻ như thế này: việc ông để Huỳnh Như đảm nhiệm pha đá phạt đền bởi theo ông là ông đã theo dõi rất nhiều Huỳnh Như về những quả đá phạt đền và thấy được Huỳnh Như rất bản lĩnh. Ông còn nói rằng: tôi tin tưởng vào Huỳnh Như, cô ấy là một cầu thủ lớn tuổi nhất của đội và cô ấy có kinh nghiệm trận mà của sự tự tin. Việc tôi để cô ấy đảm nhiệm những quả đá phạt đều được ủng hộ cả. Thể hình của cô ấy rất nhỏ con nhưng bù lại rất khéo léo và có khả năng dứt điểm rất tốt. Huỳnh Như là một phần của đội bóng, cô ấy đã giúp cho toàn đội rất nhiều. Tôi cũng đã nói chuyện với Huỳnh Như về việc cô ấy về thi đấu tại Đông Nam Á ở trong tháng 5 này. Cô ấy nói rằng muốn về cống hiến dành cho đội tuyển quốc gia. Dù rất cần cô ấy nhưng chúng tôi đồng ý ngay, bởi tôi biết rằng cô ấy rất khao khát được khoác áo đội tuyển. Đó là một điều rất tuyệt vời mà bất cứ một cầu thủ nào họ cũng mong muốn. Vậy nên ban huấn luyện đã họp và đã đồng ý. Hy vọng Huỳnh Như sẽ thi đấu tốt và giữ vững được phong độ khi trở lại thi đấu cho màu áo của chúng tôi, câu lạc bộ Lanh FC. Mà đó là những phát biểu rất tuyệt vời đến từ huấn luyện trưởng của câu lạc bộ Lanh FC. Và vừa qua thì cũng đã có một cái video mà trang chủ của Lanh FC đã chiếu về một pha đá phạt đền của Huỳnh Như trong trận đấu gặp Lepan vừa qua. Và thực sự mà nói đã rất nhiều lần rồi, Huỳnh Như đã được câu lạc bộ Lanh FC, huấn luyện trưởng của đội bóng này xếp đá của những cú đá phạt và Huỳnh Như cũng đã có rất nhiều những bàn thắng. Hiện nay thì đối với cá nhân của Huỳnh Như, cô ấy đã có được 7 bàn thắng và 3 kiến tạo cho câu lạc bộ Lanh FC, một điều quá tuyệt vời. Và thời gian vừa qua thì cũng đã khá lâu rồi Huỳnh Như chưa ghi bàn và người ta đang cảm thấy khá lo lắng. Thế nhưng cuối cùng với việc Huỳnh Như trở lại khi mà thi đấu vừa qua trong màu áo của đội tuyển Việt Nam thì cô ấy đã lập tức tỏa sáng, lập tức có được bàn thắng và cho thấy được cái chỗ đứng vững chắc của mình trong màu áo của Lanh FC. Điều đó thực sự là một điều quá tuyệt vời. Và việc Huỳnh Như được trở về thi đấu tại SEA 32, có thể rằng chúng ta có một suy nghĩ là hiện nay về thi đấu cho màu áo của tuyển nữ Việt Nam ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của Huỳnh Như. Thế nhưng ở đây xin nhấn mạnh lại một lần nữa, đây là màu áo của cấp độ đội tuyển quốc gia chứ không phải giống như là với đội tuyển nam chỉ là đội tuyển trẻ thôi. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng với câu lạc bộ Lanh FC, họ thấy được cái sự khao khát của Huỳnh Như và chắc chắn với đây thì Huỳnh Như cũng sẽ thi đấu với một phong độ cao nhất và điều đó thì cũng giúp ích cho Lanh FC nếu Huỳnh Như trở lại với một phong độ khủng khiếp với những bàn thắng ghi được trong màu áo của đội tuyển quốc gia, đội tuyển nữ Việt Nam, không ạ? Còn một thông tin liên quan đến Quang Hải vừa qua thì chắc chắn quý vị bạn cũng đã nhận được thông tin mà chúng tôi cũng cảm thấy rất là bất ngờ. Bởi theo tờ La Série Sport của Pháp thì một chuyên gia thống kê về thu nhập của các vận động viên hiện nay thì Quang Hải nhận mức lương thực sự không thể tin nổi. Đó là 35.000 bảng trên một năm, tức là tương đương với chỉ có hơn 1 tỷ đồng thôi. Bởi đây thực sự là con số bất ngờ, bởi trước đó rất nhiều người có chia sẻ và có tin tưởng rằng là mức lương của Quang Hải rơi vào khoảng 8 tỷ đồng trên một mùa giải. Và thậm chí vừa qua thì rất nhiều nguồn tin chúng ta đã thấy nếu như Quang Hải ở lại với câu lạc bộ Hà Nội FC thì cầu thủ này có thể nhận tiền lót tay lên tới 5 tỷ đồng trên một năm và mức lương cũng phải trên dưới 400 triệu đồng trên một tháng, tức là một năm thì Quang Hải cũng có khoảng thêm 5 tỷ đồng nữa.
Và từ những câu chuyện đó chúng ta mới thấy được rằng là vừa qua Quang Hải đã thiệt thòi như thế nào. Bởi thực tế là với việc sang Pháp ở giải hạng 2, trong những thời điểm đầu tiên thì Quang Hải cũng đã có những cơ hội, thế nhưng sau đó thì cơ hội đã không còn. Hiện nay Quang Hải đã ở giải hạng B, rồi là cuối cùng thi đấu trong đội hình B của Pháp thôi. Vì vậy mà cái tương lai của Quang Hải hiện nay đang là vô cùng mờ mịt. Tưởng rằng sang đây thì Quang Hải sẽ nhận được mức lương lớn, và nhiều người nói rằng là Quang Hải sang đây có lẽ rằng cũng chỉ là vì tiền thôi. Nhưng thực tế mà nói, với rất nhiều những cái sâu chuỗi, chúng ta thấy được là rõ ràng Quang Hải đã hy sinh khá nhiều. Bởi cậu ấy mong muốn được thi đấu trong màu áo của một đội bóng lớn, một giải đấu ở Pháp, mặc dù chỉ là hạng 2 thôi. Thế nhưng cho thấy được rằng cái khát khao của Quang Hải là cực kỳ lớn như thế nào. Mặc dù cái mức đãi ngộ nếu như thực sự là như vậy thì đó là mức đãi ngộ quá thấp mà một cầu thủ Việt Nam chúng ta ra nước ngoài để mà thi đấu. Một mức đãi ngộ không thể tin nổi. Mặc dù nhiều người nói rằng là Quang Hải hiện nay thi đấu mấy đâu, nhận mức lương đấy là ổn rồi. Thì câu chuyện đó chúng ta đã quá nhầm, bởi cũng với rất nhiều những cầu thủ thậm chí được chiêu mộ hàng trăm triệu đô, 50, 70 triệu đô, nhưng họ cũng dự bị và cái số tiền họ nhận được hàng tuần làm con số khủng khiếp. Bởi đây là cái mức lương không phải là không cần biết anh có thi đấu hay không, nhưng đó là mức lương mà câu lạc bộ phải trả, kể cả là có ngồi chân bằng ghế dự bị hay thậm chí là ngồi trên giường bệnh thì chẳng nữa. Vì vậy với cá nhân Quang Hải thì thực tế là chúng tôi vẫn cảm thấy khá là tiếc và buồn, thậm chí là thương cho cậu ấy trong thời điểm hiện nay, với rất nhiều những chỉ trích tới từ các cổ động viên chính của cổ động viên Việt Nam. Nhưng điều đó cho thấy được rằng là Quang Hải đã quyết tâm như thế nào, mặc dù là có những cái khó khăn. Hiện nay thì bên phía đại diện của Quang Hải cũng cho biết là họ đang đàm phán với một câu lạc bộ ở Thái Lan. Một số những trang tin của xứ sở bóng đá chủ vàng cho biết là hiện nay câu lạc bộ Mua Thông Ulotit đang rất quan tâm đến Quang Hải, và cái số tiền mức lương mà tuyển thủ Việt Nam có được, có thể nhận được lên tới khoảng 5 tỷ đồng trên một năm. Và so sánh về cái mức tiền mà những đội bóng họ trả cho Quang Hải thì mới thấy được rằng hiện nay thì rõ ràng là Pro FC họ đang đánh giá Quang Hải không cao so với câu lạc bộ Mua Thông. Vì vậy mà trong thời gian tới rất nhiều những thông tin liên quan đến Quang Hải về việc là cậu ấy sẽ đến Thái Lan để thi đấu, đó là thông tin có lẽ rằng cũng chỉ gần thôi. Bởi hiện nay thì cơ hội dành cho Quang Hải ở bên Pháp là rất thấp. Vừa qua thì trang chủ của câu lạc bộ Pro FC thậm chí còn đưa cả hình Quang Hải lên làm ảnh đại diện trong trận đấu vừa qua. Thì cuối cùng thậm chí Quang Hải còn không được đăng ký. Điều đó mới thấy được rằng là đội bóng này dường như cũng chỉ đang lấy hình ảnh của Quang Hải để mà câu tương tác mà thôi. Một thông tin rất là đáng buồn với Quang Hải, đúng không ạ? Nhưng hy vọng rằng cậu ấy sẽ sớm trở lại. Bởi thực sự vừa qua đó là một giai đoạn rất rất khó khăn đối với một cầu thủ, có lẽ rằng là một trong những cầu thủ hay nhất của bóng đá Việt Nam. Và hy vọng rằng Quang Hải sẽ thành công. Và câu chuyện cuối cùng chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn, đó là câu chuyện liên quan đến câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Vừa qua thì Hoàng Anh Gia Lai đã nhận một trận thua với tỷ số đó là 1-3 trên sân của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tại vòng 7 V-League 2023. Và trận đấu vừa qua thì cũng có nhiều người khẳng định rằng là với Sông Lam Nghệ An, họ có một tinh thần rất mạnh mẽ, và thường thì Sông Lam Nghệ An thi đấu ở trên sân nhà, đặc biệt là gặp câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, họ vẫn thường đi thi đấu rất hay. Và nói về câu chuyện vừa qua khi mà Hoàng Gia Lai để thua thì Bureau Quang Huy có chia sẻ như thế này: Hoàng Gia Lai mùa này chuyển giao lực lượng, những trận thất bại trước Sông Lam Nghệ An thế này sẽ giúp cho học trò của huấn luyện viên Kiệt Sắc thu về rất nhiều những kinh nghiệm để thi đấu tốt hơn ở trong tương lai. Mà nói chung thì đá như Sông Lam Nghệ An hôm nay ở sân Vinh thì bất cứ đối thủ nào cũng sẽ phải phơi áo thôi. Hoàng Anh Gia Lai có 5 hòa 1 thắng và 1 thua, như vậy là tốt rồi. Họ cho chúng ta cảm giác bây giờ để thắng được họ cũng là rất khó rồi, như vậy là cũng là rất tốt. Chứ như Hoàng Anh Gia Lai ở mùa trước tạo ra cảm giác mong manh, bất cứ lúc nào cũng có thể thua. Và sau trận đấu này thì Ketisak cũng có một chia sẻ như thế này: trong trận đấu vào chiều nay thì đội bóng đã có khá nhiều những sự thay đổi về mặt nhân sự khi tôi tạo điều kiện cho 5 cầu thủ trẻ vào sân. Hoàng Anh Gia Lai có 3 cầu thủ được lựa chọn dự SEA Games 32, gồm có Quốc Việt, Đức Việt và Trung Kiên. Tôi muốn những cầu thủ này được ra sân nhiều hơn để họ có thêm kinh nghiệm cũng như tăng sự tự tin. Chẳng ai biết trước điều gì khi mà trận đấu diễn ra cả. Nếu không tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ ở những trận đấu như thế này thì biết đến bao giờ họ mới có được những cơ hội để mà thi đấu, để được ra sân. Sông Lam Nghệ An họ cần 3 điểm và chúng tôi cũng vậy thôi. Kết quả như thế này thì chúng tôi cũng rất buồn, thế nhưng đó cũng là động lực để cho đội bóng có thể phát triển. Và quả thực thì đây là một thông tin mà có lẽ rằng các cổ động viên của Việt Nam cũng cảm thấy vui.
Bởi theo Bình Luận Quang Huy thì anh cũng khẳng định rằng làm như Ketesak vừa qua là rất tốt. Đó là một viên rất khéo léo nên có thể tạo ra sự tự tin dành cho những cầu thủ trẻ để có thể cống hiến dành cho bóng đá Việt Nam. Và câu lạc bộ Hoàng Gia Lai những mùa giải gần đây luôn có rất nhiều những cầu thủ trẻ tốt do họ tự đào tạo lên. Trong phong cách thi đấu của Hoàng Gia Lai thì những cầu thủ trẻ, đặc biệt do họ đào tạo nên, luôn có những chỗ đứng và đó là truyền thống cả chục năm nay của họ rồi. Cho nên theo Bình Luận Quang Huy thì ông tin rằng là với Ketesak thì ông sẽ càng làm tốt công việc của mình thôi. Và anh cũng nói rằng là bản thân của Bầu Đức cũng không hề gây bất cứ một áp lực về mặt thành tích nào cho Ketesak cả. Mặc dù cái mức lương của Ketesak được đồn đoán là một trong những huấn luyện viên nhận lương cao nhất, từ khoảng 500 đến 700 triệu đồng trên một tháng. Và thậm chí thì Ketesak cũng suýt đưa Hoàng Anh Gia Lai vô địch ở V-League 2021. Thế nhưng mùa giải đó thì lại phải dừng lại vì dịch bệnh Covid-19. Và giờ đây thì Bầu Đức cũng chỉ cần Hoàng Anh Gia Lai trụ hạng để cống hiến cho người hâm mộ đất nước thôi. Và rất muốn rằng những cầu thủ trẻ họ có được những cơ hội vào sân, có được những cơ hội thi đấu, mặc dù điều đó là không tốt cho cái thành tích của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Bởi vừa qua thì cũng có rất nhiều những câu chuyện liên quan đến Hoàng Gia Lai, những cầu thủ trụ cột họ cũng đã rời đi. Vì vậy buộc lòng thì Hoàng Anh Gia Lai cũng phải đưa những cầu thủ trẻ lên để mà thay thế. Và kết lại những câu chuyện về bóng đá trẻ của Hoàng Anh Gia Lai thì Bình Luận Quang Huy cũng rất tâm đắc với nước đi đầu tiên, tiên phong đến từ Bầu Đức, đó là mở ra một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ. Và có thể ở đâu đó thì người ta hiện nay vẫn đánh giá thấp những đóng góp của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai cho lứa của các đội tuyển Việt Nam, khi mà thậm chí những công phượng Xuân Trường còn lép vế trước các cầu thủ đến từ những đội bóng khác như Viettel hay là Hà Nội FC. Thế nhưng hãy nhớ rằng là hệ thống trẻ chính là thứ tinh thần cống hiến không biết mệt mỏi dành cho bóng đá Việt Nam của Hoàng Gia Lai cũng như Bầu Đức. Đó là điều cực kỳ hiếm và vô cùng đáng trân trọng. Đương nhiên trong bất cứ một cái giai đoạn nào thì cũng đều có những sự thay đổi cả. Thế nhưng với Hoàng Gia Lai, ít nhất là sự cống hiến bền bỉ đến từ Bầu Đức cũng như là Hoàng Gia Lai sẽ là bệ đỡ cho bóng đá Việt Nam để có thể tiếp tục chúng ta có những phong trào đào tạo bóng đá trẻ mạnh mẽ hơn, và hy vọng rằng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục tạo thêm được những nhân tài và họ sẽ có được những cơ hội tỏa sáng và giúp ích trong màu áo của các cấp độ đội tuyển quốc gia. Xin chúc cho Hoàng Gia Lai sẽ tiếp tục thành công, Bầu Đức sẽ vẫn vững bước theo chính cái niềm đam mê cũng như cái niềm tin tưởng của mình dành cho đội bóng mà ông đã dành rất nhiều tâm huyết, đúng không ạ? Còn tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.